có rào cản nhưng gốc vẫn có sức hút của riêng mình. Không chỉ là những người chơi gốc thế hệ 7X, 8X nữa, mà thế hệ 9X, 2000 và nhỏ hơn thế cũng đã bắt đầu đi gốc. Có một điều dễ nhận ra cho các giải vô địch quốc gia những năm gần đây là các golfer trẻ luôn chiếm ưu thế và giữ các vị trí cao trên bảng xếp hạng. Như cái tên như Trương Chí Quân, Nguyễn Phương Toàn, Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Thảo My, Hanako Kawasaki đã trở nên quá quen thuộc. Đây được coi là thế hệ nòng cốt của tuyển golf Việt Nam hiện tại và một vài năm tới. Từ năm 11 tuổi, khoảng đầu năm 2014. Và lần đầu tiên được chạm vào gậy gôn là nhờ từ bố. Bố tôi cũng là một người đánh gôn. Sau đó quyết định đi học bài bản là bắt đầu học tại Học viện Gôn Hà Nội do chú Nguyễn Thái Dương và cũng là thầy giáo cho đến bây giờ. Thật sự là em vẫn còn đang đi học, thì em đi học từ 8 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều. Và đôi lúc có những hoạt động sau giờ học thì em làm đến khoảng 5:30-6 giờ, nhưng mà em vẫn dành thời gian khoảng tầm 1 tiếng để đến đây tập. Gần đây nhất là kỳ ASEAN 18 vừa qua, dù đội tuyển golf Việt Nam chưa đạt thành tích như mong đợi, nhưng các em đã cho thấy khả năng đánh gậy âm của mình. Thông qua những kỳ thi như thế này sẽ là cơ hội để các em cọ sát và trưởng thành hơn. Nếu như chúng ta chỉ đánh ở trong nước, chúng ta là vô địch quốc gia, thì chúng ta vẫn còn quá xa so với nước ngoài, nên là cái việc mà chúng ta cần là phải tham dự nhiều hơn các giải đấu quốc tế để chúng ta có thể tập luyện cũng như là san lấp khoảng cách mà chúng ta đã bị bỏ xa. Tuy nhiên, thế hệ golfer mà chúng ta mong chờ sẽ mang lại sự đột phá cho nền golf Việt lại ở các em nhỏ lứa tuổi từ 10 đến 15. Dù chưa nhiều, nhưng chúng ta đã có một đội ngũ junior đang được chuyên lửa đam mê. Đó là hệ thống giải SGGA Junior Golf Tournament Hà Nội Junior Tour đã và đang được tổ chức thường niên mấy năm trở lại đây. Tổ chức cái giải này rất có ích để cho bọn em có thể được cọ sát với nhau, để cho bọn em có thể đánh hay hơn. Em biết chơi golf từ năm lớp 3. Đây là lần thứ 2 em thi đấu giải. Em chơi golf từ khi em 6 hay 7 tuổi. Dạ, bọn em bắt đầu tham gia vào giải trẻ là chính xác vào năm 2012. Cái giải này tổ chức ra nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc qua thông qua hệ thống thi đấu giải là 6 giải một năm, thì sẽ tính bảng dắt chung. Thông qua trong vòng một năm, trung tâm huấn luyện sẽ tìm ra các vận động viên xuất sắc để tập trung vào đội tuyển của trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Sự ra đời của nhiều học viện golf tại Việt Nam mấy năm gần đây có thể coi là nền tảng tốt cho việc đào tạo golf trẻ. Đầu tiên, phải kể đến là những học viện golf do người Việt thành lập. Ở Hà Nội có trung tâm Peak Performance của Phạm Minh Đức, Phùng Mạnh Lộc, Vũ Hà Linh đồng sáng lập, học viện golf của Nguyễn Thái Dương. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh có học viện golf của Nguyễn Đình Châu. Tôi thấy cái việc phát triển dạy golf cho các golfer chuyên nghiệp hay nghiệp dư hay cho các golfer trẻ em là vô cùng khác nhau. Và chúng ta cần những cái kiến thức chuẩn để chúng ta dựa vào đó làm khung để chúng ta hướng dẫn các em. Thế thì ở Việt Nam hiện nay, những đơn vị để có thể làm được những việc đấy một cách chuyên nghiệp nhất cùng với cơ sở vật chất tốt để có được kết quả tốt nhất thực sự là không nhiều. Phần lớn là các chuyên gia nước ngoài. Tôi nghĩ chúng ta cần có những chuyên gia như vậy ở Việt Nam để đào tạo lại các huấn luyện viên ở Việt Nam để họ biết nhiều hơn về việc phát triển golf trẻ cần phải làm những gì. Đấy, tại sao các golfer trẻ chúng ta không lúc nào cũng chỉ tập trung về kỹ thuật như người lớn mà chúng ta có thể đào tạo nhiều hơn về thể chất và làm việc đấy như thế nào? Có rất nhiều các anh em đi dạy golf có thể sẽ chưa nắm được những cái kiến thức như vậy. Ngoài ra thì trong quá trình đào tạo sẽ cần phải có nhiều sân chơi hơn để các bạn tiếp tục có cơ hội thử sức mình với những bạn còn lại. Và tôi nghĩ nếu như chúng ta làm tốt được cả hai việc đó thì chúng ta sẽ dần dần xây dựng được một lứa golfer trẻ tuổi tiềm năng cho tương lai. Cùng với đó là các học viện golf nước ngoài tại Việt Nam, phải kể đến như học viện golf của David Ledbetter, Jess Nicklaus, O'Neill, học viện golf Việt Úc, Việt Hàn, học viện golf Robert Rock. Chính các học viện golf mới là các lò đào tạo golf trẻ chủ chốt cho golf Việt Nam hiện nay.
Đây là hướng đi đúng đắn mà các nước có nền golf phát triển đang thực hiện. Ngoài ra, nguồn đào tạo golf trẻ còn đến từ các thầy dạy golf người Việt và người nước ngoài. Chúng ta cần hàng ngàn người trẻ tuổi để có thể phát triển môn thể thao này. Đó là cách duy nhất để nền golf phát triển mạnh mẽ. Với tôi, với cương vị là một người dạy golf, tôi rất mong muốn được làm công việc như trước đây, đó là giảng dạy cho lớp golf trẻ và dạy các em trong thời gian dài để các em phát triển khả năng chơi golf. Tuy nhiên, số golfer trẻ hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều và để thu hút các em tham gia thì cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng golf và toàn xã hội. Chỉ những người chơi golf, những người yêu golf, người ta mới đầu tư cho con cái họ chơi golf. Thế thì nếu mà giả sử cái lượng người chơi golf không phải là 20.000 mà là 200.000 hay 2 triệu người thì các bạn sẽ hình dung ra là sẽ có một cái lượng trẻ con là con cháu của những người chơi golf, là những người rất hiểu với golf và những người gọi là xả thân cho golf thì họ sẽ đầu tư. Mới đây, Hiệp hội Golf Việt Nam đã có công văn gửi tới các sân golf trên cả nước về việc hỗ trợ giá cho golf chuyên nghiệp và golf trẻ Việt Nam. Cụ thể, thứ nhất, các vận động viên golf chuyên nghiệp của Việt Nam có danh sách xác nhận của Hiệp hội Golf Việt Nam như các vận động viên golf chuyên nghiệp nước ngoài PGA chơi ở các sân golf chỉ phải trả phí caddy. Thứ hai, cho vận động viên golf trẻ tiềm năng có xác nhận của Hiệp hội Golf Việt Nam chơi ở các sân golf chỉ phải trả phí caddy. Việc làm này cho thấy một bước đi cụ thể và VGA luôn đồng hành để tạo điều kiện tốt nhất cho golf Việt Nam. Còn về phía Tổng cục Thể dục Thể thao cũng sẽ có những hành động thiết thực với thế hệ golf trẻ. Đầu tư môn golf thì như các bạn biết là cũng rất tốn kém, với cái kinh phí mà của nhà nước chúng ta thì khó có thể bảo đảm. Nhưng chúng tôi có thể là có những cái thủ tục giấy tờ, những cái can thiệp từ phía nhà nước đến các sân golf để sao cho các bạn được chơi với một cái giá tốt. Bên cạnh đó, chúng ta có một hệ thống sân golf đẹp, đạt chuẩn quốc tế. Tương lai đến năm 2020, Việt Nam có khoảng 100 sân golf. Xa hơn, chúng ta có thể có nhiều hơn nữa. Đây sẽ là một trong những tiền đề vững chắc để golf phát triển. Một lần nữa thì tôi phải khẳng định rằng nền tảng cơ sở của các bạn là rất tuyệt. Tương lai ngành golf ở Việt Nam sẽ rất tươi sáng. Về quy mô thì tôi nghĩ là 10 hay 15 năm nữa. Sự phát triển của ngành golf Việt Nam có thể sánh ngang với quốc tế. Sắp tới đây thì bên Hiệp hội Quốc gia cũng sẽ có những kế hoạch làm sao để gọi là đại trà môn thể thao này, để nó không còn là môn thể thao quý tộc nữa mà ai cũng có thể chơi môn golf. Thì đấy mới là gọi là môn thể thao chân chính. Và với việc môn golf đã được đưa vào hệ thống thi đấu Olympic từ năm 2016 thì chắc chắn golf sẽ gần gần đến với người dân hơn. Và sắp tới các kế hoạch giải đấu của Hiệp hội cũng sẽ làm sao mà đưa nhiều những người địa phương đến để xem các giải đấu của Hiệp hội, và từ đấy họ có thể làm quen môn golf và tiếp cận môn golf hơn, và dần dần chúng ta sẽ bình dân hóa cái môn thể thao này. Thì Hàn Quốc trước đây thì môn golf cũng là môn thể thao cho thiểu số, và Việt Nam bây giờ cũng như vậy. Thì để mà đẩy mạnh phong trào lên thì ngoài cái chuyện là làm cho nó trở nên đại chúng hơn, mà chỉ có mỗi một cách là bây giờ người ta phát triển nhiều cái hình thức như là golf trong nhà này, thì có nhiều người ta sẽ tiếp cận đến với môn thể thao này hơn. Cái số lượng người chơi nhiều hơn thì kể cả là chơi đại chúng hay là chơi chuyên nghiệp, cái số lượng người chơi tốt thì cũng sẽ phát triển hơn. Không chỉ golf mà bất kỳ môn thể thao nào cũng vậy, để phát triển cần có thời gian, có lộ trình. Qua 4 phần của chuyên mục Góc nhìn với chủ đề Golf Việt Nam đang đứng ở đâu so với khu vực và thế giới, quý vị có thể thấy được phần nào bức tranh về phong trào chơi golf ở Việt Nam hiện nay ra sao, có những thuận lợi, khó khăn và thách thức như thế nào. Chỉ cần chúng ta đi đúng hướng, có sự đột phá, phát triển một cách bền vững, thì hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có những golfer tài năng thi đấu trên đấu trường quốc tế. Trong số tiếp theo của chuyên mục về nhân vật, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một golfer không chỉ biết chơi golf mà anh còn truyền cảm hứng cho nhiều người chơi khác. Hãy đón xem để biết anh là ai.